Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hey, so hello, xin chào mọi người, nhà đầu quay, xin chào mọi người, quay chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Shadow, xin chào mọi người. Tôi đây, và như các bạn biết đâu, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục có mặt ở trong Minecraft và khai gờ hay. Em đây. Đông quá nên là tụi tôi không thể nào mà nhìn thấy được skill tụi tôi nè mà. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Back. Ai à, Khang ơi, chưa nhìn vô có tiếng chát lên hai huyền thoại à Khang à. Đúng, huyền thoại gì chứ. Này huyền gì chứ huyền thoại gì trời. Năm nay nói cho anh biết là tụi tôi vô đây là tụi tôi đúng kiểu là người già chơi game hồi rồi. Lâu lắm rồi tôi với Khang không quay trở lại Backworld. Và chắc là bây giờ lại tiếp tục quay trở lại với câu chuyện là Rô và Khang cùng những chiếc lỗ. Lúc ăn hành rồi, chuẩn bị ăn hành sắp mặt rồi. Xưa là mình ăn Khang có bị thụt lùi không? Nhưng mà trình độ của anh là bây giờ vô trong đây là chỉ để múa thôi Khang à. Em là chỉ để nhìn chứ không còn được làm gì rồi. Chắc để múa vòng thôi. Rồi, và nếu như bạn nào mà muốn mình quay Backworld cùng với Khang nhiều hơn, hay là thích mình quay Backworld cùng với Khang, đừng quên để lại một like cho cái video này và comment phía bên dưới là chị em miền Tây nha. Ôi nghe nó hoài niệm Khang. Ôi chị em miền Tây nghe nhớ nha. Nhớ cái thời mà hai người cân bốn người còn được, bây giờ tầm này chắc thôi chắc là bị ăn đập rồi chứ tầm còn gì nữa. Tầm này chịu rồi. Được rồi, mà trước bắt đầu nếu bạn nào đã đi ngang qua một đánh tầm mặt của mình, mình đừng quên để lại một like, một share, một share mình cho kênh của chị Đập Show, đồng thời cũng bấm cái đăng ký để thông báo mỗi khi ra video mới bạn ơi, giúp video sớm mình được 4 nhiều subscriber nha. Và các bạn cũng đừng quên người chị em của mình Khang GVN nha các bạn ơi. Bây giờ thì vào video thật nào. Ok các bạn à, mặc dù á là tôi biết là trong phòng này thì ai cũng biết tôi hết trơn rồi, nhưng mà tôi đã phải đi đổi skin của Khang và tôi đổi cái tên của tôi lại thành Khang GVM. Nhưng mà giờ ai cũng biết hết rồi. Mà đứng ngoài hai thằng đứng kế bên nhau xong cái skin giống nhau, giờ ai cũng biết rồi. Rồi bây giờ là anh em tụi tôi là đâu, chị em tụi tôi là đã vào đây là lâu lắm rồi mới chơi đó, bi gà rồi, đảm bảo là té lỗ luôn. Mà bây giờ anh em còn biết tụi tôi như thế này nữa vào tụi thế nào, anh em cứ nè tụi tôi ra, anh em quýnh rồi, anh em quýnh chắc xíu rồi gặp nó thấy em quỳ em lại luôn, em quỳ em lại đừng đánh em ơi. Đó là quỳ xuống là giảng quà anh em mà chơi chơi á, đánh sao lại. Ok ơi, Khang ơi, hồi nãy anh thấy có hai ông kia, một ông level 378, một ông level 93. Đây, em còn không có level luôn nữa. Em là thằng khác người, em không có level luôn. Là anh biết em gà cỡ nào. Người ta mới vô người ta còn có level 1, em mới vô không có cái level gì luôn nữa. Giờ không biết sao luôn. Bây giờ có cái bạn 193 bạn kia là đừng có target tụi tôi. Ôi, yêu bạn phải rồi. Yêu đúng bạn rồi, phải như thế, phải như thế. Khang ơi, còn ông cùng 378. Chết dở rồi. Ui 307. Ui trời ơi, sao nó kế bên luôn vậy? Chết dở rồi, xong rồi. Tập này quỳ lại thôi đấy. Để qua rồi. Lẹ 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 lẹ. Ui giời ơi. Ơi, ai té vậy? Ai té vậy? Trời ơi, nó qua kìa. Ui. Ui thôi. Ok, đó rồi, đó rồi. Ui giời. Quỳ lâu quá rồi không có chơi. Sợ quá, sợ quá. Giờ lít trượt lít không quen người ơi, lít trượt cái tưởng đâu là lít cái gì không có nè. Trời ơi. Khuyến cáo chạy qua video đấy. Này sẽ rất mù mắt nên là hy vọng là sẽ enjoy. Có rất là nhiều pha mù mắt đây luôn á. Chắc chắn là sẽ mù mắt rồi đó là. Nó thông cảm mày ơi, nó qua kìa chứ, nó qua kìa. Nó té rồi. Đúng sao nhiều thằng té. Ô nó nhảy tiên ti bro chứ. Ghê vậy? Ghê vậy? Ghê vậy? Đi xuống nó giật đi. Sợ ghê. Đấm nhau rồi sợ. Toàn múa không à. Quá. Đây rồi, đây rồi. Qua lại, qua lại. Xử lý chậm lắm mọi người. Giờ đúng nghe người già chơi game rồi, giờ xử lý chậm. Giờ là người già chơi game rồi, thông cảm miếng đi. Trời ơi, chai chén không à. Mà đánh người già. Ui trời ơi. Ok, người già vậy thôi còn mượt lắm á nha. Ui rồi, người già quá mượt đó. Sao lưng Khang ơi, sao lưng Khang ơi. Người già xử lý nè. Ok, em đập đi, Đấy rồi, người già chơi game. Người già cơm. Người già cơm bát đây rồi. Người già cơm bát này. Trời ơi, anh nói thằng kia mà anh lấy cái tay con quỷ của em ơi. Nó chết. Trời ơi, nhìn. Ôi, anh ơi, thằng tiếp qua nhà mình kìa. Ui ơi, sao thằng này nó đâu mà nó kéo qua nhà mình hay vậy. Cho quả bay nè. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Quyền chán à, quyền chán à. Đi ra cho anh chơi mày. Đi ra chỗ khác chơi. Đi ra chỗ khác chơi. Okay. Này mày nói rồi. Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác chơi. Ok.
phải để người già đánh, phải để người già gõ già chiêu vô. Đúng rồi anh ơi, trời ơi, quỷ đi, đúng rồi, bật ngót quỷ lên đánh nó. Giỡn. Tôi thấy Khang vẫn còn bé hết các bạn ạ. Tôi thấy Khang chơi. Trời ơi, bán đâu mà bán nơi, luôn giá cùn thế này, này là kêu bán. Đó, đây là có anh thấy Khang còn bén lắm, Khang chơi còn bén lắm. Ok. Qua luôn không? Sợ gì anh? Chơi đi anh, làm được mà. Đúng rồi. Trời ơi, con đánh nó bay bên kia luôn vậy. Rồi nó nhảy xuống luôn rồi. Nhìn. Ghê quá. Trời ơi. Ôi. Ê hồi ơi, cái thằng 300 mấy nè. Thằng 300 mấy kìa. Gì nó? Mình không chơi được nó. Ừ đúng rồi anh, chắc không được nó thiệt. Bồ rồ quá. Trời ơi, nó kỹ năng lắm á anh ơi, nó kỹ năng lắm á. Đấy, đang qua nhà mình, đang qua nhà mình. Ok, yên tâm, em về nhà rồi. Hả? Ủa, không. Ui, con nó bắt lóc kìa. Ui, nhưng mà hai đó mất vừa đúng rồi, là còn... còn hàng đỏ. Hàng đỏ. Ok. Hàng đỏ đang dí hàng nãy á. Hả, fireball hả? Còn lâu, trời thấy anh dài thôi chứ. Gần lắm. Ôi, già gân à, con đúng anh rồi. Gân rồi em ơi. Hãy hơi chứ dạ hơi. I'm okay, I'm fine. Quintana tên nên 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 nên. Không có một ai té một cái lỗ hai lần như tôi. Không ai té. Tôi xin cam đoan với mấy bạn ở trong bếp luôn. Ui trời ơi. Ai té một cái lỗ hai lần như tôi luôn. Ui nó bi rồi. Nó phải gọi là ghê lắm hết nè. Ê nó trước mặt luôn bạn ơi. Tì dưới trời. Ui quả tiên tì của nó kìa. Trời ơi, bên kia nó qua đó kìa. Thằng xanh. Cái thằng cấp 300 mấy bị lỗi rồi anh ơi. Thế chơi tự tin rồi đó. Mình chơi té rồi. Bây giờ là còn team màu hồng từ nha. Còn team màu đỏ nãy, team màu đỏ nó hay công mình nè. Rồi, ăn hôi tới người già, ăn hôi tới đây. Đúng rồi, qua luôn anh. Đúng rồi, hay lắm. Ăn hôi thôi, tới rồi, người già ăn hôi. Quá này mà mình rồi, cũng ảo lắm mày ơi. tới luôn anh ơi, đã cầm chúng tao rồi, nó bắt lóc cào ấy, bắt lóc là mình vô mình bị ăn hành đấy. Ôi rồi. đây để mở đường nha, em mở đường mở lối cho nè. Ê vô anh ơi. Ui rồi cứ kèo một thằng đánh thôi. Đây rồi, em đây rồi, đây rồi, người già chơi game. Ủa sao làm được vậy? Ảo thật đấy, em không biết làm sao thắng được người già chơi game mà ảo thật đấy. Ê, chơi thề, trận này chơi như quần què luôn á, mà vẫn thắng được đây á. Ôi, chưa gì cái ông level 378 chán lên Khang non rồi bạn ạ. À. Nếu như Khang của năm 2020, Khang có thể gáy, nhưng mà bây giờ thôi. Đúng rồi, Khang tầm này hơi quỳ xuống lại luôn rồi, chứ nói gì nữa giờ, không biết nói gì luôn. Đúng rồi. Nó biết luôn kìa, nó biết luôn hả, ảo thiệt cái... Luôn không biết nó có ngồi trong đây mà nó nghe em nói luôn, thấy chưa, nó kêu em mất ganh lâu rồi. Đúng rồi, giờ mình chỉ là người già thôi, người già không còn cái răng nữa chứ không còn cái răng gì nữa. Khang bỏ một năm rồi sao, thật ra là anh em tụi tôi là ai, chị em tụi tôi là ai bỏ lâu hết rồi. Đúng rồi, luôn rồi, do tụi tôi thấy là giới trẻ tầm này là cái cần tập luyện thêm, nên là tụi mình ghét kiếm bạn. Mình ghét kiếm cho giới trẻ nó có thời gian nó rèn luyện, nhưng mà thấy nó rèn luyện nhanh quá. Xong giờ. Giờ mình dưới không kẹp luôn rồi. Ui ôi, em nghi ngờ nó bay tiên ti qua quá. Ôi ơi. Thấy nó bắt lóc cao lắm. Đây biết em à. Bay màu. Đi máu lên. Thằng này. Hứa này, nó không có tuổi. Gì 7 hả? 7 thằng G, 7 người già giỡn hoài. Ui, người già vậy hay chưa tin mắt lắm á. Tụi nó rồi, Khang còn bén lắm. Vậy con mình tôi là giờ đang là mắt tận tai ù rồi đó. Tai luôn hết rồi. Mấy đứa trẻ giờ sức lực nó bay ghê quá. Hồi xưa thời tuổi của mấy bạn mình cũng hay bay lắm. Mà bay đúng rồi, mình bay còn ghê lắm á. Đừng giỡn, bay xuống vực không. Rồi anh chết nha, cố lên Khang ơi, ok anh ơi, đơn giản. Trời ơi. Đúng rồi, phải để quỷ lên tăng cơ mới được. Ok. Để ác quỷ lên tăng cơ cho ác quỷ sẽ lấy gì. Rồi, ác quỷ, bật ác quỷ lên, bật cái bình ác quỷ lên. Qua đây. Từ nãy. Để. Em đang vũ thôi, chứ tầm này em còn gân lắm anh ơi. Ui.
Lại là câu chuyện của những cái lỗ rồi. Dạ thôi anh gì vậy? Lại câu chuyện của những cái lỗ rồi. Sao cái lỗ đâu to đùng như trời. Ảo thiệt. Ok. Sao em tới đây, em tới đây, em tới đây. Người già tới đây. Ui dồi, nghe tiếng đãi chưa. Đi xuống dưới chơi. Khai khai chưa thế đúng không? Khai chưa thế đúng không? Đúng rồi anh ơi. Em vẫn còn điểm tựa. Em là người điểm tựa. Ê ê ê. Quỷ chát à. Đúng rồi anh ơi. Nó đứng ở trong cái lỗ. Đừng có đánh vậy nha. Rồi ok. Oh, đi rồi, đi rồi. Ủa dữ. Bắt cua vẫn còn nuột lắm á bạn ơi. Bắt cua. Trời ơi. Ủa nó chui vô nhà mình luôn anh ơi. Nó chui vô nhà kìa. Trên kìa. Trên đầu mình nè. Trên đầu mình nè. Hứa này à, luôn chơi đâu trên đầu trên cổ người ta quá. À đánh. Đánh gì à, đặt tiên ti kìa. Hứa này hài hứa thiệt. Đây. Đây. Ai cho? Ai cho? Ai cho? Ai cho? Ai cho? Ai cho? Nữa hả? Nhiều vậy quá. Ủa này qua đây. Ôi. À! Hello. Ừ. Hai hứa nó dày quá vậy. Sao không ai qua đánh nó? Người già. Trời luôn công bằng ở đâu? Đây đây nó lồng trên đầu trên cổ mình nữa đó. Kìa. Đi vậy chút chơi. Họ đánh nó đánh nhìn kia, họ đánh nhìn kia, mình chạy chơi. Mình chạy chơi. Rắc đường mình chạy chơi. Mình chứ gì mình chiến thuật người già mà mình chạy thôi. Già chứ thấy vậy chạy nhanh lắm chứ bộ được gì vậy. Ui cái nhà thằng sáng đang chống luôn. Cái nhà thằng sáng. Đúng rồi. Lẹ luôn. À, luôn đó. Đúng là hai ông già họ dữ quá mà. Ok. Người già là cơ hội sống được chừng nào hay chừng đó rồi chị ơi. Nó về tới nhà luôn rồi chị ơi. Về tới nhà cũng gọi là không cứu được rồi bé ơi. Không cứu được rồi. Ủa đâu rồi. Ê sao lưng chị ơi. Oh my god, oh my god, oh my god. Chạy luôn. Chị ơi, cứu em chị ơi. Chị ơi, cứu em. Nhanh. Ờ. Hàng này làm gì? Sao lưng cái thằng cầm cung, bắn anh bây giờ. Ôi ơi, cửa này. Trời ơi, là sao vậy? Công bằng ở đâu? Ở lên tới luôn rồi chị ơi. Công bằng ở đâu vậy? Công bằng ở đâu mà đi bắt nạt người già không vậy? Đi về chỗ khác chơi. Ủa sao nhìn trắng sao giống tìm mút. Ôi rồi. Mấy cái hàng này. Còn rồi, một máu thì đánh chết luôn đi còn nhảy làm gì. Trời ơi nó qua đây nó muốn bắn cùng đó chị ơi. Hả à, biết mình chẹp mình. À này nó bỏ mình ơi. Mình đọt thôi à, chị ơi. Đi. À! Ôi ơi. Ây da, ui anh xếp té. Ui. Còn tính ra là chị em mình lâu rồi không chơi. Cũng trình độ tổng vi thường sách cũng hay hết nha. Đúng rồi, cứ chạy thôi. Dạ hay. Trình độ chạy nhanh lắm mà tôi bén hết đây. Ôi ơi. Hiểm quá, tầm này mà tàn hình cái thôi là người già mắt mù không thấy đâu mà chơi. Bây giờ đi đâu tiếp vậy ta. Bây giờ mình qua mình đập giường nó trước đi. Ôi mình như đang đi nửa vòng trái đất vậy ơi. Mình đang đi vòng lại đó. Mình đang đi vòng lại đó. Từ từ cái nhà trắng là từ từ. Em không bắt em nhanh luôn. Cẩn thận chị ơi, đi chơi phá đường nha. Khang có muốn làm lại quả bay tiên đi. Thương hiệu nha. Trời ơi. Đỏ vậy. Già rồi chị ơi. Già mà hay chơi sung quá. Giảm lại tí. Kìa nó cầm phải bon kìa. À, nó quăng một phát thôi. Hai anh em mình xuống mộ luôn. Cũng rồi giờ mình rỉ thôi. Mà giờ nhà nó có hồi máu hàng bà lu đâu. Bây giờ mình phải chơi dơ được. Mình kêu lu quá đánh đi. Ơi hình như thằng lu nó ở giữa nó nhặt em với gồ em ơi. Tụi này. Chị đang sao nó đỡ nổi. Trời ơi sao nó bắn được. Trời ơi kỹ năng bắn cung. Kỹ năng bắn cung không mà đòi solo rồi. Kỹ năng không vậy. Chơi giờ bắn cung cũng có kỹ năng không vậy. Có kỹ năng không vậy. Ủa coi chừng sao luôn như chị ơi. Thằng ơi, chị cũng đang bị mất kỹ năng bắn cung đó Khang. Không sao, em trình độ kia cung cũng bờ rồ lắm. Em nghĩ là mình phải ra tín hiệu cho thằng Blue. Thấy là bây giờ là thằng này nó đang bị công rồi. Tín hiệu đi. Thằng Blue đâu. Thằng Blue đâu. Thằng Blue đâu. Nó hết. SOS. Ở đây chị ơi, nó qua rồi chị ơi. Nó chết rồi chị ơi. Nó chết rồi. Đi rồi. Rồi đi rồi. Bây giờ làm sao đây, Queen Shana. Bay ngon. Chị ơi. Người già nguyên chị ơi. Người già nguyên. Lục trình chỗ nào nhưng mà tôi thấy nó đánh vẫn còn bé lắm nha. Bây giờ làm thêm cái thứ ba mà thắng nữa là đỉnh luôn là Khang. Đúng rồi là mới đỉnh nè là kiểu giờ người trẻ là không có tuổi với người già luôn á. Đúng
rồi. Ê, thằng xanh một mình thằng ơi. Thằng xanh một mình. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Lụm. Lụm 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 lụm. Ờ không gì ơi. Cái bên nhà vàng. Không để vô. Ủa nó qua luôn, nó bay tinh tinh luôn kìa. Căng thẳng quá vậy. Trời ơi. Bay tinh tinh luôn kìa. Bay qua đây đi để gõ cái gòi bay. Okay, bay qua cái gõ bay luôn. Cái nó qua chưa? Nó qua kìa ơi. Ok ok. Tại đi, người già chơi vài trận là người già quen liền rồi. À, nó quen cái nhịp liền, quen nhịp sống. Ủa, nó thanh thiếu niên rồi. Ok, đi rồi, qua khen. Đây, em đang qua. Ôi, bắt nó cao thế. Đây. Ok, cẩn thận dưới ơi, cứ lùi về đi. Cứ lùi về xong mình đánh từ từ. Gì ông nội? Gì cho nội này? Yên chứ trời. Đây. Đi đi kìa vậy, cẩn thận. Đây rồi. Ui gì vậy? Bẹt. Ok, kim cha. Quỳnh cha. Giờ mình đi lấy kim cương. Ui ơi, tím tím chơi, tím đang mượn nhà này. Cái gì mà nó không liên tục vậy? Giỡn hả? Người già. Ồ, nó qua mình thì chơi. Nó qua mình rồi chứ, em về liền. Nó qua tới luôn rồi sao lại? Có kịp không vậy? Không kịp rồi, đập bẫy vô coi nữa hả? Đúng hả? Không có vườn hả? Ê, đừng có chơi vậy nha má. Ôi giời. Trời ơi, chị ơi em cứu chị. Ai da. Còn cái mỏ không vậy? Trời ơi. Thôi không kịp rồi hà luôn. Quay qua phát rồi thấy còn cái mộ không. Trời này anh em mình bị nhanh quá, làm nhanh. Đấy. Ừ. Cái này mới đúng kịch bản. Đúng rồi. Cái này mới đúng là bị dí nè. Đúng rồi. Là dí rất là nhanh. Cái này mới đúng kịch bản là người bỏ lâu rồi. Đúng rồi, nãy giờ sai á. Nãy giờ là sai kịch bản. Cái này mới đúng rồi. I will not die to sign. Đúng rồi, map mới. Thì lâu rồi tôi không chơi nên là bây giờ map nào của tôi. Trời ơi. Cái thằng cấp 300 mấy nó sao ta nó bảo là team mình game mất 1 để mấy đứa kia target giết mình trước vậy à. Đỏ chơi bẩn nha, ăn hiếp người già nha. Đưa lên công an phường vậy, đỡ hoài vậy. Hàng chi trận trước. Đúng rồi, game mất 1 đâu. Người ta quay clip vậy kêu game. Ủa nó qua tới nơi luôn rồi, cái gì vậy? Tới hả? Tới rồi kìa, đứng kia bên kia. Ôi ôi, sao mà nó căng thẳng vậy? Tha cho người già tí đi, cho người già thở miếng. Chưa kịp thở nó bắt tắt thở rồi. Vô Khang ơi. Ok. Ôi còn bé lắm Khang ơi, còn bé lắm. Ui giời, nó bọc giường cũng gọi là cực khổ lắm chị ơi. Đây chị. Chị đánh nó qua đi chị vậy? Chị té rồi Khang ơi. Ôi giời. Ui xời ơi. Tự nhiên chị ơi, em đang tối. Trên đầu chị ơi. Đây chị thấy rồi. Mày hả bưởi. Ê còn hạn chân nữa kìa chơi. Làm gì đấy. Dạ. Qua đi Khang. Giỡn hả? Giỡn. Nó phải qua luôn rồi mới đẹp. Giờ mình không còn bắt kịp xu hướng rồi. Tụi này giờ nó bi sao mình không biết luôn rồi. Ơi trời ơi cái gì vậy, mà lóc mất tiêu vậy. Ai đây khang để chị bắt lóc cho chị bắt lóc chậm. Okay. Không lo bị lạc lóc. Tìm cho em một nơi đi, một nơi thả cái quả bom hạt nhân này nè. Em làm chính đi biệt. Để chị xuống hả cái gì vậy? Sao vậy, là sao? Lẹ là sao vậy boy? Lúc sao lại mất giường khúc này là sao vậy? Trời ơi sao mất giường khúc này vậy? Lại là câu chuyện này rồi, cái item kia còn giường. Thằng xám là còn giường chứ. Ui bây giờ chị thấy là như là nó cứ gài mình vô cái thế này á. Vô cái thế mình đi đặt giường xong cái mình mất giường rồi xong. Xong cái nó dí ra đây. Ui ôi nó đòi anh chen luôn hả? Bán vậy. Oh my god. Em chen hàng à. Mình không có cái gì em chen luôn chị ơi. Ôi thằng nó mạnh, thằng nó mạnh lùi. Thằng nó 300 mấy đó, thằng 300. Kìa kìa, nhà xanh kế bên mình luôn. Trời ơi, vậy mà xám nó qua đập. Vậy mà xám nó qua đập. Xám một mình thôi. Nhưng mà nó mạnh lắm chị ơi, một mình nó chắc clear hết nữa gần map rồi đó. Ôi chị ơi, xám kìa, xám chị ơi, sắp. Để nó qua đi, để nó qua xanh đi. Mình ăn không đi. Ê, qua bên kia. Quay cái mặt bên kia. Quay cái... Từ khách.
Em clear không? Em clear không? Yếu máu rồi, yếu máu rồi. Ui. Rồi, nên cái giáp đi khen ơi. Trời ơi, lắc bờ lóc là sao vậy ơi? Em đang tính qua lấy kim cương mà. Tụi chị đi luôn. À, thôi trận này coi như nhường đó. Ok. Coi như nhường đó. Ôi, đó là chị em mình bao nhiêu lâu không chơi? Ta hình như là cũng năm mấy. Cũng 2 năm rồi đấy, 2 năm mấy rồi đấy. 2 năm rồi, nhưng mà một con bé quá đấy em ạ. À. Được rồi, và video đến đây là xong rồi đấy mà. Anh em tụi tôi thì nói chung là ngày hôm nay cũng may là không có trúng những cái câu chuyện của những chiếc lỗ ấy. Đúng rồi. Chứ trúng câu chuyện những chiếc lỗ cũng hơi căng đó mọi người ạ. À. Rồi nói chung là video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn nào thích mình làm ra nhiều video Backward cùng với Khang nữa, đừng quên để lại một like cho video này. Càng nhiều like thì mình sẽ làm ra càng nhiều video Backward cùng với Khang nha. Và các bạn cũng đừng quên game của mình là Khang Giờ Viên. Bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. We'll be right back.